Xin chào tất cả khán giả của 123 Clip.vn. Ngày hôm nay Khánh Phương cùng ekip Domino đã đang thực hiện một ca khúc mới của Khánh Phương, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Quân. Khánh Phương rất hy vọng đây sẽ là món quà mới trong năm 2014, một clip mới mà tung ra, clip đầu tiên của năm 2014 sẽ là món quà thực sự đặc biệt và sinh động gửi đến tất cả mọi người. Thông điệp nội dung chính của bài hát mà anh muốn truyền tải đến khán giả là gì? Có lẽ là ca khúc này Tường Quân, cái người mà viết bài hát này cũng như là Khánh Phương muốn gửi đến khán giả của mình. Bài hát nói về một cái tình yêu rất là sâu sắc, một cái tình yêu rất là cao thượng của một chàng trai dành cho cái người bạn gái của mình. Mặc dù là cái người con gái đó đã không còn yêu Cam này nữa và cô đã quay lưng thế này, đã có người bạn trai mới, nhưng mà Cam này vẫn luôn dõi theo cái bước chân của cô gái này, luôn cầu nguyện cho cô gái này và luôn che chở từ xa với cái người mình yêu thương. Anh có thể nói qua về công việc của ekip mình đang thực hiện khi đang ghi hình ca khúc này được không ạ? Thực sự là bài hát này cái thời gian chuẩn bị hơi gấp gáp một chút, và những cái ngày mà quay ca khúc này là ở tại Hà Nội mà thời tiết thì mưa gió, cho nên là ekip cũng đã gặp cũng rất là nhiều khó khăn khi mà thực hiện cái ca khúc này. Nhưng mà nói chung là tất cả mọi người đã rất là cố gắng để vượt qua cái khó khăn này, tìm những cái bối cảnh, những cái studio cũng như là chọn những cái địa điểm thích hợp nhất, những cái bối cảnh và những cái cốt truyện thích hợp nhất cho bài hát này. Và Khánh Phương hy vọng là ca khúc này sẽ đến với tất cả mọi người và được mọi người ủng hộ. Anh có thể chia sẻ dự định của anh trong năm 2014? Trong năm 2014 thì có lẽ là Phương đang ấp ủ hai cái dự định cũng lớn, đó là một cái live show ở Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với một cái album sẽ ra mắt trong tháng 3 hoặc là tháng 4 năm nay. Em cảm ơn. Và lời cuối cùng thì Khánh Phương chúc những khán giả của 123 Clip.vn, tất cả khán giả thân thương, các fan của Khánh Phương ở khắp mọi nơi sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, luôn có thật nhiều niềm vui và đạt được những gì mình mơ ước. Chào. Sao rồi đồng máy á? Ha ha ha.